Hello các bạn. Hôm nay là ngày 27 tháng 4 2024. Hôm nay là ngày cuối cùng mình lái chiếc xe VF8 City Edition 2023. Chiều nay vợ chồng mình sẽ đi San Francisco đổi chiếc xe VF8 2024 Standard Edition, sẽ đi dài hơn 50 dặm, 260 dặm mỗi lần sạc pin các bạn, 240 tới 260 đó. Thì mình đang dọn dẹp xe, đang gỡ đồ, chuẩn bị chút xíu nữa khoảng tiếng nữa đi rồi các bạn ơi. Mình cũng có rất nhiều cảm xúc tại vì sáng giờ mình chạy xe vòng quanh phố lần cuối cùng, mình rất là tự hào, mình rất là vui, rất là hãnh diện. Không khác gì ngày đầu tiên đó các bạn, cái xe này nó rất là xịn, rất là tốt. Và mình ước gì mình được giữ chiếc xe này, nhưng mà mình cũng muốn trải nghiệm chiếc xe 2024 có thể là nó hoàn thiện hơn, đi dài hơn, với cả êm hơn, nghe nói êm hơn. Mình rất thích cái xe City Edition của mình. Cái xe mới của mình đó, đằng ở trong nó sẽ màu trắng các bạn. Ở trong nó sẽ màu trắng nhưng mà ở ngoài màu xám hết luôn. Mình rất thích cái màu xanh đậm này trong chiếc xe, tại vì nó nhìn rất là sang và nhìn rất là giống như là lãng mạn, nhưng mà như vậy nó dịu mắt các bạn. Sang và dịu và lãng mạn. Nhưng mà mình muốn trải nghiệm cái màu khác ở bên trong, cho nên mình lấy chiếc xe bên trong là màu, cái màu là trắng nhưng mà nó hơi ngâm ngâm chứ không có trắng lắm. Và mình cũng lấy xe màu xám luôn các bạn, tại vì mấy cái màu kia đó, thì màu đỏ thì mình thích nhưng mà nhà mình có rồi, cho nên có xe đỏ khác rồi, cho nên không muốn chiếc xe đỏ nữa. Màu xanh đó thì mình cũng rất là thích, rất là đẹp, nhưng mà mình sợ là màu xanh nó mình mau chán đó các bạn. Mình thấy màu xám thấy nó hợp với tuổi của mình, mới hợp với mình hơn, tại vì nó không có nổi bật nhưng mà nó rất là sang trọng. Nó cho thấy cái vẻ đẹp của chiếc xe, cái dáng chiếc xe, không cần phải cái màu mè nổi bật. Cái màu cam mình cũng thích nhưng mà nó hơi nổi quá và mình không muốn. Màu đen thì mình cũng thấy rất là ngầu, nhưng mà vợ mình không thích màu đen, tại nói nó rất là nóng, với cả nó rất là dơ, phải lau chùi nhiều. Thì cái đó không thành vấn đề với mình, nhưng mà vợ mình không thích màu đen, cho nên. Còn màu trắng thì vợ mình nói nó thấy nó bình thường quá, màu trắng cũng rất đẹp, rất sang, nhưng mà cái xe VF8 á, vợ mình nói là đằng sau cái xe VF8 cái màu xám mình thấy nó ngầu nhất. Còn mấy cái màu khác thì nó cũng đẹp, nhưng mà vợ mình không biết, cả vợ mình thích màu xám, mình cũng thích màu xám luôn. Mấy đứa con mình cũng thích màu xám hết các bạn, phần nhiều mấy đứa con mình thích màu xám hết, cho nên mình lấy màu xám luôn. Mình không biết nói gì hơn là mình rất cảm ơn các bạn đã theo dõi mình suốt năm qua trong lúc mình trải nghiệm chiếc xe VF8 này, City Edition, chiếc xe lịch sử, chiếc xe đầu tiên của Việt Nam mình đi qua bên Hoa Kỳ, một đất nước giàu mạnh hàng đầu thế giới. Và mình rất là hãnh diện, mình rất là mừng cho Việt Nam mình đã thành công đem chiếc xe qua đây để cho mình trải nghiệm được một năm. Dù rất là nhiều sóng gió, dù chiếc xe này bị ăn hiếp, bị đủ thứ, bị bắt nạt, bị nói xấu, bị tùm lum hết các bạn. Cho nên mình cảm thấy mình rất là gắn bó với chiếc xe này, tại vì mình cảm thấy mình có trách nhiệm, mình phải chia sẻ những trải nghiệm của mình và những cái gì mình sử dụng hàng ngày, những cái hay cái dở, những vui. Phần thì các bạn thấy phần nhiều chiếc xe này đem tới rất nhiều vui và hạnh phúc với gia đình mình. Mình không có thể diễn tả nổi. Mình đi rất nhiều, mình lái chiếc xe này rất nhiều. Hồi xưa đến giờ mình đi mấy chiếc xe khác bình thường nhiều lắm là khoảng 10, mỗi năm là 12.000, 13, 14, 15.000 là nhiều lắm các bạn. Mấy năm mà vợ chồng mình đi chơi nhiều, nhưng mà cái chiếc xe điện VinFast VF8 City Edition này năm rồi mình đi tới 22.000 luôn, 22.000 mile. Cho nên á,
mình lúc mà mình ký hợp đồng á, mình ký có 10.000 mao, tối đa là 10.000 mao một năm, nhưng mà mình đi 22.000, cho nên mình phải trả tiền phạt, nó gọi là over mileage, 12.000 mao thì tính mỗi một mao 25 xu, nhân với 12.000 là mình phải trả 3.000 đô các bạn. Trong vòng một năm mà mình phải trả 3.000 đô phạt, tại vì mình đi nhiều quá, quá lố dặm á. 3.000 dặm. Không phải, 12.000 dặm. 3.000 đô la tính ra khoảng 250 đô một tháng tiền mình phải trả thêm, tại vì mình đi quá lố mau á. Tính ra khoảng mỗi một ngày á, mình tốn mình phải trả mỗi một ngày trong 365 ngày năm rồi đó, mỗi một ngày 8 đô. Mà không hiểu mình đi gì mà đi quá trời, nhưng mà các bạn cũng thấy là mình đi làm hàng ngày rất nhiều. Không những vậy mà vợ chồng mình đó chỉ đi chiếc xe này duy nhất. Và buổi sáng đó thì vợ chồng mình bây giờ từ ngày có cái xe điện VinFast VF8 này, vợ chồng mình sáng nào cũng đi dạo phố, đi uống cà phê, rồi nhiều khi vợ mình kêu mình đi ra ngoài đồng ngoài ruộng để thăm thắng cảnh trước khi đi làm để release stress. Còn mình á, sau khi mình đi làm về đó các bạn, mình hay release stress bằng cách là mình lái chiếc xe VF8 chung quanh phố, mình giống như mình đi khoe các bạn, mình đi khoe chiếc xe này. Nhưng mà thực tế là mình lái cái xe này mình thấy rất là thích thú. Mình lái rất lâu nhưng mà mình không bao giờ mệt hết các bạn. Mình về tới nhà mình còn muốn đi ra ngoài mình lái thêm nữa, mình muốn hỏi vợ mình hay là con mình cần đi đâu mình lái. Cho nên mình đi quá lố nhiều mau. Cho nên bây giờ mình phải trả 3.000 đô thêm tại vì đi nhiều mau quá. Vợ mình cũng biết vợ mình rất là sốc. Thì khi mà vợ mình biết được, vợ mình rất là sốc, là vợ mình có mắng mình là tại vì mình làm chuyện tào lao. Mình đi nói là mình đi quảng cáo cho VinFast, làm chuyện tào lao không có tiền mà đi làm mấy chuyện đó. Thì thật ra không phải là mình quảng cáo cho VinFast, nhưng mà tại vì mình thích chiếc xe cho nên mình thích lái nó. Nhiều khi mình không cần đi đâu mình cũng muốn lái vòng quanh phố các bạn. Và hơn nữa, chiếc xe này nó bị áp lực rất nhiều. Rất nhiều những người truyền thông của Mỹ nó ăn hiếp, nó nói láo các bạn. Ví dụ như mấy người mà nổi tiếng YouTuber đó, nó vô chiếc xe này, nó mượn chiếc xe này, nó lái, nó làm một cái video, nó câu view mà được mấy triệu view, mà nó giả vờ giống như nó không biết dùng xe. Rồi nó nói mấy cái rất là không có đáng nói, mà nó phóng đại ra để cho nó câu view cho người khác, người ta cười, người ta chê chiếc xe này. Rồi mấy người dân Mỹ, những người bình thường đó, họ không có hiểu về chiếc xe hết á. Họ giống như họ cứ nghĩ là chiếc xe này rất là nguy hiểm, rất là dởm, rất là tệ. Nhưng mà thực tế mình là người lái từ ngày đầu đến giờ, mình không có vấn đề gì hết trơn các bạn. Chỉ có một vài lần mình không có quen xe điện, mình quên là mình không có để cho cái phần mềm nó boot giống như là nó sẵn sàng các bạn, giống như cái máy vi tính đó. Cái máy vi tính mỗi lần các bạn mở cái máy vi tính của các bạn lên, các bạn phải để cho nó chạy, cho nó boot xong rồi các bạn mới sử dụng được. Cái xe điện nó cũng giống như vậy đó. Cái xe điện đó chỉ có khác cái là cái máy vi tính của xe điện nó đi chung với chiếc xe, nó cho mình lái. Nhiều lúc bạn lái được, nhưng mà nhiều lúc bạn mà vô xe mà bạn không có để cho cái phần mềm nó boot nhanh đó, không có để cho nó phần mềm nó boot đủ á các bạn. Đôi khi nó bị giống như là nó bị lỗi, hay là một vài lần mình bị là nó không có cho mình đổi số để mình lái đó. Cũng như một lần mình cách đây một tuần, vợ chồng mình vô xe mình lùi mình đi liền, cho nên cái phần mềm nó chưa có sẵn sàng. Cho nên khi mà mình lái được một vài phút đó, thì nó cái xe nó ngưng lại, nó kêu mình tấp vô. Rồi vợ chồng mình cũng phải đi ra ngoài đóng cửa lại, 5 phút sau cuối cùng nó mới cho mình lái tiếp. Cái đó là lỗi tại vì mình chưa có để cho cái xe nó boot lâu, khoảng ít nhất 30 giây. Chứ còn các bạn vô khoảng 7 giây, 10 giây, nhiều khi các bạn đi được, nhưng mà nhiều khi các bạn xui xẻo các bạn cũng bị lỗi.
thì cái đó nó xảy ra đối với mình, thì cái đó là kinh nghiệm của mình. Cái xe điện nó với xe xăng nó khác nhau là cái này các bạn. Cái xe xăng á, xe xăng nó khi mà các bạn đã nổ máy buổi sáng rồi, bình thường mình để cho cái xe xăng nó chạy khoảng 1 phút để cho cái máy nó nóng, dầu nhớt nó nóng cái máy trước khi mình đi, cho cái xe nó được tốt, nó không có bị hư máy, mới cả nó đi nó mướt. Chứ còn các bạn mà vô xe vào buổi sáng sớm, cái xe nó đang lạnh, nhất là mùa đông lạnh mà các bạn vô bắt mở máy mà đi liền thì cái máy nó rất là mau hư, tại vì nó chưa có đủ dầu nhớt mà mình đi liền. Thì nhiều khi mình cũng nghĩ giống như là xe xăng các bạn, mình vô xe điện đó, buổi sáng đó mình hay là lúc đầu mình lái, mình để cho cái máy nó cái phần mềm nó boot xong được lái ngon lành. Nhưng mà khi mà mình ghé một cái chợ nào đó, mình mua một cái món đồ hay là một vài phút thôi, mình đi ra ngoài xe, mình cứ tưởng là cái xe nó đã nóng máy rồi, cho nên mình vô xe điện đó, mình mở vô trống mình đi liền, mình cứ tưởng là xe điện nó giống xe xăng. Nhưng mà có một điều xe điện nó khác xe xăng, một cái là bất kể các bạn lái trước hay sau gì hết, mỗi lần các bạn vô đã tắt cái máy rồi, cái máy mà đã tắt hết rồi, cái phần mềm đã tắt hết rồi đó, khi mà các bạn mở lại đó thì cũng giống như là buổi sáng sớm vậy đó, không thành vấn đề. Nghĩa là các bạn đang lái mà các bạn tắt máy rồi các bạn mở máy lại trong vòng 5 phút thì cái phần mềm nó vẫn đòi hỏi để nó boot giống như là lúc buổi sáng các bạn, chứ không phải là xe xăng, chứ không phải các bạn không có thể nghĩ là cái máy nó đã nóng rồi, bây giờ mình vô mình bấm cái xe cho nó mình chạy lên, giống như xe xăng. Xe điện nó không có giống vậy, cho nên xe điện bất cứ lúc nào các bạn mà đã tắt rồi thì khi mà các bạn mở ra lại đó, cái phần mềm nó phải boot lại giống như cái máy vi tính các bạn. Cái máy vi tính các bạn mà đã tắt rồi các bạn mở lại thì lúc nào nó cũng đòi hỏi một thời gian giống với nhau hết, chứ không có phải là các cái máy vi tính mà khi các bạn mở buổi sáng rồi các bạn tắt xong rồi các bạn mở lại rồi nó chạy lên, nó không giống như lúc nào nó cũng đòi hỏi cái thời gian giống y như nhau. Nếu mà các bạn tắt rồi các bạn mở nó cũng giống nhau hết. Ok các bạn, mình chia sẻ với các bạn như đó thôi, để mình phải gỡ hết mấy cái đồ mình, chứ mình quên đó các bạn, nhiều khi mình không chú ý mình quên cái kính đây, hay là cái camera, mình có 3-4 cái camera mình phải gỡ nó ra hết. Ok, xin chào các bạn, mình cái nhiêu đó thôi các bạn. Mình muốn chia sẻ thêm với các bạn là cái VinFast á, mình biết bây giờ cộng đồng mạng những người mà người ta ghét VinFast, những người mà chống phá VinFast đó các bạn, người Mỹ hay người Tây, người Mỹ thì rất ít, nhưng mà người Việt Nam mình á, mấy người mà chống VinFast bên Việt Nam hay bên Mỹ hay bất cứ bên nơi đâu, mình biết bây giờ họ đang rất là hóng, họ hóng cho VinFast bị sụp, tại vì khẩu phiếu bây giờ nó xuống còn 2 đô mấy đó, họ đang hóng, họ nghĩ là nó sẽ xuống thấp hơn rồi VinFast sẽ đóng cửa rồi phá sản, giống như giống như một vài cái hãng xe điện khác của Mỹ á. Thì mình biết họ rất đang mừng, cho nên nhiều khi mình đi ra ngoài đường mình thấy cái thái độ của mấy người Việt Nam mình, họ rất là mừng, họ nhìn mình họ cười cái kiểu giống như họ nói mình là đồ ngu quá đi xe VinFast á. Nhưng mà họ không hiểu một cái là họ không hiểu một cái là người Việt Nam mình, với cả hãng VinFast mình nó không có giống như mấy hãng khác. Với cả người Việt Nam mình đó rất là anh hùng các bạn. Người Việt Nam mình thông minh, rất là anh hùng, với cả người Việt Nam mình rất là tự hào những gì mình làm được. Dù mình biết những người mà chống phá là cái hãng VinFast hay xe VinFast đó, họ đang được hưởng một cái niềm tự hào mà người nước ngoài, người chủng tộc nước ngoài cho họ. Người ta nhìn cái người Việt Nam mình bây giờ một cái lối nhìn khác, không có giống hồi xưa, tại vì người Việt Nam mình bây giờ làm được xe điện, cho nên người Hàn, người Nhật, người Trung Quốc, người Thái Lan, người ta rất là hâm mộ Việt Nam bây giờ. Tuy những người Việt Nam mình chống phá nhưng mà họ được hưởng cái niềm tự hào đó. Thì mình cũng thấy là
mình cũng thấy không khí nó bây giờ nó hơi rất là thú vị. Những người chống phá họ đang mong chờ cái giây phút sụp đổ của VinFast. Nhưng mà mình cái lý tưởng của mình và trái tim của mình và cái lối suy nghĩ của mình không giống như mấy người đó các bạn. Mình là người mình rất là yêu quý Việt Nam, mình yêu quý đất nước, yêu quý sản phẩm Việt Nam. Mình rất là tôn trọng những cái sản phẩm của Việt Nam. Nó đem lại những cái điều rất là vinh dự cho dân tộc mình. Cho nên đó, mình lúc nào mình cũng tự hào, lúc nào mình cũng làm tất cả những gì mình có thể để mình bảo vệ, mình tôn trọng và mình bảo vệ cái sản phẩm của Việt Nam mình, nhất là cái sản phẩm công nghệ lớn xe VinFast điện này các bạn. Cho nên đó, nhiều khi mình cảm thấy là mình không cần phải làm gì hết, nhưng mà mỗi lần mình thấy cái dư luận nó không có được đúng, người ta tuyên truyền sai, hay là những người Việt Nam mình người ta chống phá xe VinFast, họ nói cái xe này dởm, xe này kia. Nhiều khi mình nghĩ cái đó nên mình cảm thấy là mình rất là áp lực. Cho nên mình nhiều lúc mình lái xe ở ngoài đó, mình biết là người ta chú ý mình rất nhiều, cho nên đó mình rất là sợ một cái sơ ý một chút xíu thôi người ta có thể họ nói xấu mình. Thí dụ như mình bị đậu cái xe đó, mình ngồi đó mình nghỉ dọc đường, nhưng mà người ta có thể nói cái kiểu khác, họ nói xe mình hư. Các bạn biết không, mình đi làm hàng ngày đó, mình thấy rất nhiều xe của nước ngoài, xe Đức, xe Nhật, xe Hàn, mấy cái xe mới không các bạn, mấy cái xe, ngay cả xe xăng á, xe mới á, nó bị máy, nó bị hư, nó nằm ở ngoài cao tốc á, nó chặn đường lại. Mình nghĩ mấy chiếc xe đó nó bị hư tại vì cái phần mềm, tại vì mấy cái xe xăng thời đại này nó cũng có, nó rất công nghệ rất là cao, phần mềm nó có nhiều. Cho nên nhiều chiếc xe mới nhưng mà nó bị đứng ngoài đường đó các bạn. Xe Toyota, Honda hay là Hyundai hay là xe Mercedes, BMW, mấy xe mới đó, lâu lâu mình thấy nó, mấy xe đó nằm chặn đường. Cái đó là chuyện dĩ nhiên. Cũng như các bạn vô trong mạng, các bạn chỉ cần đánh vô Google Tesla bị đứng đường, Tesla bị rớt vô lăng, hay là Tesla bị gãy bánh xe, hay là Tesla bị cháy, hay là Tesla bị đâm chết người. Các bạn thấy cả trăm cả ngàn cái vụ, cả ngàn mấy tấm hình hay là câu chuyện nó nói về những cái gì đã xảy ra mấy cái hãng xe Tesla. Nhưng mà không có ai mà vô trong mạng mà của mấy cái người mà họ chia sẻ về Tesla mà họ đi chủ ẻo mấy người lái xe Tesla mà chết, hay là đi bị chết, hay là ngu, hay là xe dởm, hay là đủ thứ các bạn. Không có ai làm mấy chuyện đó hết. Nhưng mà chỉ có người Việt Nam mình chỉ có người Việt Nam mình họ làm, họ đi phá sản phẩm của người Việt Nam mình. Họ làm những cái chuyện rất là đê hèn, rất là nhục nhã. Tại vì những cái sản phẩm này là những cái mà đem lại vinh dự cho họ. Người khác tôn trọng họ, nhưng mà họ lại đi đạp trà đạp những người, những sản phẩm này là của anh em, bà con, cô bác, dòng họ của họ. Người ăn cùng ăn cơm, ăn mắm, ăn muối, cùng nói chung một tiếng, ăn phở, ăn bún, nhưng mà họ lại đi phá. Cho nên là mình thấy mình thấy cái những người họ làm cái đó họ đang rất là vui mừng, họ đang rất là hóng cái ngày sụp đổ của VinFast. Nhưng mà mình muốn các bạn biết một điều, mình là người lái xe VinFast BF8 City Edition từ ngày đầu đến giờ, mình biết cái sản phẩm rất tốt. Từ từ sẽ trải qua những cái khó khăn lúc đầu này, mình biết, tại vì những người mà họ đã trải nghiệm xe BF8, những người Mỹ, những người mà người Việt hay người Mỹ, phần nhiều ai cũng rất là thích cái xe này. Mình có coi một cái vài video của cái cô Francie và người cha của cô đó. Người cha của cô đó lái xe Tesla Model X. Nhưng mà khi mà ông ta lái cái xe VinFast, ông không có chê một cái gì hết. Ông nói ông rất thích. Ông rất thích cái hệ thống ADAS. Và ông nói cái xe rất là cứng cáp, rất là thoải mái, rất là rộng. Và ông nói chỉ có một điều, ông không thích xe điện ngoài xe Tesla, trong đó các VinFast, là mỗi lần đi chạc ở công cộng á nó khó hơn, tại vì mấy cái trạm sạc công cộng nó không có nhiều như cái hãng xe Tesla thôi. Thì cái đó không có phải là cái yếu điểm của VinFast.
Nhưng mà ngoài ra ông mình thấy ông rất thích cái xe VinFast và ông lái với con ông thử hết, ông không có nói một cái gì chê hết á. Ông nhìn xung quanh nội thất, ông lái thử, ông rất thích. Ông là người lái xe Tesla các bạn, ông lái xe Tesla Model X á. Những người đó là chỉ cần mình xem những video của những người đó đó, mình biết là cái VinFast sẽ thắng rồi. Sản phẩm Việt Nam mình sẽ thắng. Giống như cái gì mà nó chính nghĩa, cái gì mà nó đúng, cái gì mà nó mạnh, cái gì mà tốt sẽ thắng. Còn những người mà họ ghen tị, họ tuyên truyền, nói xấu, bôi nhọ những người đó thì họ làm đủ thứ trò hết, nhưng mà cuối cùng họ cũng bị thua. Thì người thua đó, bao giờ họ cũng thua. Người ghen tị lúc nào cũng thua, người thua cuộc rồi lúc nào cũng thua hết rồi các bạn. Cho nên mình rất là tin tưởng vào cái sản phẩm của VinFast. Ok các bạn, mình chắc chuẩn bị phải đi. Ồ dạ, một vài điều nữa mình thấy cũng như hồi nãy các bạn, mình thấy mình có gặp, mình mới đi tới cái trạm này có một cái một ông người Mỹ lái xe điện của Hàn, Hyundai các bạn, cái xe điện nhỏ hơn xe VinFast. Ông mới thấy mình vô trạm sạc, ông tới hỏi thăm liền. Ông nói cái xe này xe gì, ông nói xe rất là đẹp. Ông mình nói ông là xe Việt Nam, ông nói cái xe này ông nhìn qua ông thấy rất đẹp, ông nhìn vô trong ông nói cái xe bằng da rất là đẹp. Ông chưa có lái nhưng mà ông nhìn qua cái dáng ông rất thích. Còn trước đó khoảng 10 phút các bạn, mình đi tới cái bưu điện gần đây nè, mình gửi chút đồ cho con mình. Mình quẹo cái xe vô cái bãi cái chỗ đậu xe rồi mình thấy trước mắt mình khoảng 5 mét có một gia đình Việt Nam trẻ, ông chồng với cả bà vợ cũng trẻ, có hai đứa con. Họ thấy mình VVF8 đi bắt đầu quẹo vô cái ngay chỗ họ đứng để đậu xe đó, họ nhìn chăm chú, họ chỉ giống như họ biết mà họ bắt mắt mình liền. Rồi bắt đầu khi mà mình đậu vô gần vô họ đó, ông chồng ông nhìn qua ông biết xe mình nhưng mà ông cúi xuống ông làm bộ không thấy gì hết. Hai đứa con nhìn thì không có không sao nhưng mà bà vợ đó nhìn dữ lắm, bà vợ khoái lắm. Nhưng mà khi mình tới gần rồi bắt đầu bà vợ, cô này coi cũng được lắm nhưng mà không biết tại sao cái đầu óc không có được tự chủ. Rồi cô quay lưng xoay người giống như cả gia đình quay lưng vô chứ không dám nhìn chiếc xe VF8 của mình, trong khi đó mình đậu ngay sát họ các bạn. Một cái sản phẩm VinFast VF8 rất là giống như là rất là sôi nổi trong cộng đồng mạng, trong YouTube, tất cả mọi nơi. Nước Mỹ không như Việt Nam, nhất là người Việt Nam họ chống phá hàng ngày hàng đêm. Hay một số người họ cũng ủng hộ. Nhưng mà họ rất là sợ, họ không dám tới gần hỏi thăm xe mình mà họ quay lưng. Mình nhìn cái cảnh đó mình thấy quá buồn, quá nhục nhã. Người Việt Nam mình mà đi quay lưng với sản phẩm người Việt Nam mình là giống như là ở trên đất nước Mỹ. Họ ôm mấy chiếc xe của Nhật, của Đức. Các bạn biết những người Nhật hồi xưa họ qua Việt Nam mình, họ giết biết bao nhiêu người dân Việt Nam mình, họ lấy gạo, họ ăn cắp hết. Trong khi đó cả ngàn, cả triệu người Việt Nam mình đói chết đầy đường hết. Người Nhật họ qua, họ lấy hết gạo của Việt Nam mình. Còn hồi chiến tranh thế giới, tụi Nhật nó qua bên Trung Quốc, nó giết người Trung Quốc giống như là cả mấy trăm ngàn người, nó chém chặt đầu con nít đàn bà, nó lấy cái kiếm nó chặt người ta giống như đồ chơi, nó quăng lên trên không khí rồi nó chém đầu chém ngực đàn bà, nó hãm hiếp hết thì nó giết rất là ác. Người Nhật rất là ác với người Á Đông, trong đó có người Việt Nam luôn. Cái đó mình biết, cái đó là lịch sử hồi xưa, nhưng mà như đó thôi cũng đủ cho mình không có hâm mộ, không có tôn thờ mấy cái sản phẩm của người Nhật, dù nó là rất là tốt. Cái đó là xưa rồi, thời thế này đó, đây bây giờ là thời đại mới. Việt Nam mình không còn là những mấy nước nghèo khổ nữa, Việt Nam mình đang tiến lên. Thì Việt Nam mình sẽ ngang hàng với mọi người, cho nên mình không cần phải đứng đằng sau để bưng bô mấy người nữa các bạn. Mình có sản phẩm của mình mà không có lái thì mình cũng đừng có tự nhục như những người, một số người làm cái chuyện đó các bạn. Chắc mình phải đi, mình sạc xong rồi cho mấy người khác là dùng cái máy này. Ok các bạn, xin chào các bạn.